Nói cái tóc anh sao? Thì đó, thì đó là nói vậy, từ nhà nhà làm đi. Vậy mà mấy lần sau khi tôi ra biểu diễn đó, là khi mà nó quay phim là thấy cái đầu đen thui hết, nó không có trắng nữa. Nhưng mà trước đó là về thiếu tóc, rụng nhiều. Nó rụng nhiều. Anh dùng khoảng bao lâu? Hả? Anh dùng khoảng bao lâu? Chắc cũng khoảng chừng 2-3 tháng gì đó là. 2-3 tháng. 2-3 tháng là có kết quả liền. Vậy, lúc đầu thực sự là cho xem chút nữa ha. Cho xem chút nữa ha. Bà theo chị Kim phải không? Dạ. Là bà nghe lời chị Kim làm gì đó tôi không biết, nhưng mà thời gian sao, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái gì phải không? Cách đây 4 năm khi tôi về Việt Nam đó, là tôi đi máy bay ngồi mười mấy tiếng, nó mỏi lắm. Tôi chỉ ước được 5 phút mà tôi nằm dài lên trên sàn á. Hồi nãy đang cái mũ kia thì bây giờ có tại vì mình đâu có giàu có quá mà phải đi hạng nhất đúng không, thì nó mỏi lưng lắm. Vậy mà cách đây mấy tháng khi mà tôi về, bà cứ đưa thuốc cho tôi, đưa cái Vitality cho tôi uống đó. À, bữa địch bữa cái thì tôi cũng uống, bà nói là bữa nào mà không có mặt bà thì uống đi nha, mà tôi nhớ thì tôi uống, mà không nhớ thì thôi. Nhưng mà một ngày tôi chỉ uống có 3-4 viên mà chứ uống nhiều. Vậy mà kỳ vừa rồi á, sau uống cái Vitality. Vitality. Tôi đi về Việt Nam á, mà tôi cố tìm một cái cảm giác mỏi lưng không có. Wow. Đặc biệt là chỗ đó đó. Cái đó là sự thật. Về Việt Nam tại sao không có tìm